Khóa 27 các bác nó bị rò rỉ nước. Và hiện nay thì ở trên cái bể nước đó, nó rất chỉ là cao. Và ngày trước khi mà thợ người ta lắp cho nhà chủ á, thì cái khóa tổng á, người ta lắp ở trên tầng kia các bác ạ, và nó không có đường lên. Bây giờ lên là phải bắc thang lên, nó rất chỉ là khó khăn. Thì để khỏi mất công lên trên kia khóa tổng, hôm nay xin chia sẻ với các bác thay cái khóa nước này. Đây, thay cái đoạn khóa nước này các bác. Một cách rất chi là đơn giản và cực kỳ hiệu quả luôn các bác, mà nó đảm bảo an toàn là nó không bao giờ nó bị rò rỉ nước các bác nhé. Thì để thay khóa này rất chi là đơn giản là các bác. Các bác chuẩn bị cho em một cái kìm, một cái cốt căm và một cái khóa để mình thay thế đây các bác. Và đây là hai sợi thiếp, đây là cái sợi thiếp buộc các bác nhé. Này, đây là cái sợi thiếp buộc các bác này, và một đoạn vải như thế này. Đây là một đoạn vải các bác nha. Cái đoạn thiếp này đây các bác cán lại cho em như thế này nha. Đây, và các bác xoắn cho em một đoạn như thế này. Sau đó mình chua cái đoạn vải này vào giữa các bác này. Đây, sau khi xoắn như thế này nha. Đây, chua cái đoạn vải này vào giữa. Và mình tiếp tục mình xoắn lại các bác. Đây. Đây các bác, sau khi mình gắn như thế này thì mà các bác bắt đầu các bác cuộn cái này vào cho em nhé. Mình sẽ cuộn lại này. Đấy, các bác cuộn cái này vào và tiếp tục cái này mình lại cuộn lại các bác nha. Đấy, các bác cuộn cho chắc vào. Đây, mình cuộn như thế này. Và đây, sau khi cuộn xong mình dùng cưa mình cắt cái đoạn này cho các bác nha, mình cắt bủa cái khóa này đi. Và đây là cái đoạn vải các bác nha. Đây là cái đoạn vải này. Thì mình sẽ đưa vào đây mình bịt cái đoạn này lại. Đây. Thì ở cái trường hợp này này, mình đút cái rỉa như thế này thì vẫn phải để cho cái hơi nước, cái nước nó hơi ngấm qua nó đẩy, và mình phải đút thật căng các bác nhá, tức là bác cũng đút cho nó thật căng, cái phần này nó thật chắc này thì nó mới không bị cái áp suất nước nó đẩy ra ngoài. Còn nếu như các bác đút nó cái rỉa này nó không căng nữa thì cái áp suất nước nó sẽ cứ đẩy đùn cái rỉa này ra ngoài. Đó, cho nên là bây giờ là mình sẽ lau cái ống này đi các bác. Nè. Đó, ống này và cái khóa này. À, đây là ống kiều các bác, sau đó sẽ tiến hành bôi kiều. À, bôi cái phần khóa này các bác nha.
Đây và sau em sửa khóa lại nha. Thì khi khóa là mình sẽ mở cái khóa này ra, mình khóa thật nhanh các bác nha. Đây. Các bác đút thật nhanh cho em nha. Đấy. Và trong khi khóa là các bác giữ cái khóa lại một chút nha. Đấy, lại sau đây là cái phần khóa này, em đã khóa lại rồi. Thì ta sẽ để một tí cho nó cái kiều nó khô hết đi các bác. Và sau khi đợi cái kiều khô xong á, thì các bác đây thấy đây là một cái cửa móc này. Có thấy không? Đây cửa này là em bịa cam cái đầu này làm cái móc, sau đó ta sẽ đùn vào đây các bác. Ta đùn vào đây ta móc cái chỗ cái cửa xua ra nhá. Bây giờ ta sẽ kéo cái này ra các bác. Nè, ta sẽ kéo cái dĩa ra nha. Đấy, các bác thêm kéo cái dĩa ra này. Này các bác. Đấy, các bác thấy cái lượng nước nó ra cực mạnh này. À, các bác thấy ok chưa? Đây, như thế này là mình đã thay xong một chiếc khóa rồi các bác. Đấy, cái lưu lượng nước nó cực mạnh luôn nhá. Nhưng mà vẫn ép để khóa lại được. Thì các bác thì có thể dùng cái phương pháp này. Nếu mà trường hợp một cái đường nước nhà mình nó ở xa hoặc nó cao mà mình không khóa được cái khóa tổng á. Còn đây làm như thế này thì nó rất chi là kín này. Các bác này không hề rò rỉ qua. Thì trên đây là toàn bộ cái quá trình mà em thay chiếc khóa nhá. Thì các bác xem thấy hay thì xin chung một lượt đăng ký kênh và chia sẻ để mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn tất cả các bác.